Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từng được coi là thủ phủ nhà trọ, nhưng nhiều tháng qua, không ít dãy nhà trọ gần các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương rơi vào điều hưu vì vắng công nhân. Khu nhà trọ công nhân tại hẻm 576 đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngoài cổng thấy tấm bảng lớn cho thuê phòng trọ, tưởng có khách đến thuê nhà. Chị Lê Thị Dung, quản lý dãy nhà trọ, liền giới thiệu. Nhà trọ còn nhiều phòng trống, đều được dọn sạch sẽ, thoáng mát và đảm bảo an ninh. Giá rất mềm, chỉ 2 triệu đồng một tháng, bao nước. Có thể ở tối đa 3 người thoải mái. Chị Dung cho biết thêm, khu nhà trọ này có khoảng 50 phòng và luôn kín chỗ. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, công nhân bị thất nghiệp nhiều nên họ trả phòng để về quê rất nhiều. Hiện khu nhà trọ này có gần 50% phòng trống. Mỗi lần nghe có công ty ở khu công nghiệp Tân Tạo này cắt giảm lao động, mình càng thêm lo lắng. Còn lại, các tuyến đường số 5, số 41, số 45, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, nơi từng được mệnh danh là thủ phủ phòng trọ, khung cảnh càng hiu hắt hơn. Nhiều phòng trọ, cửa đóng kín mít đã bạc màu, khóa hoen rỉ vì khá lâu không được mở. Bà Tư Mai, 65 tuổi, chủ phòng trọ tại con hẻm 58, đường số 5 cho biết, khu trọ này thường được công nhân làm việc tại các công ty như Poyen, Tỷ Hùng thuê vì giá rẻ. Trung bình mỗi phòng đều có giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Hơn 10 năm qua, công nhân đều ở kín phòng. Bà Tư Mai từng kén khách trọ, hỏi kỹ quê quán, hoàn cảnh gia đình, cách sống có sạch sẽ, ngăn nắp hay không, mới đồng ý cho thuê. Thế nhưng sau Tết 2023 đến nay, ai có nhu cầu thuê trọ đều được bà chủ gật đầu, vậy mà vẫn không lấp kín số phòng trống. Mỗi tháng, sau khi thu tiền phòng, trừ phí thuê đất, điện nước, tôi cũng thu được chút lãi để dưỡng già, không phiền đến con cháu. Vậy mà người đến thì ít, người đi thì nhiều. Mình chủ động giảm giá phòng nhưng công nhân thất nghiệp nhiều quá, họ không đủ sức bám trụ thành phố, bà Tư Mai buồn hiu nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Những khu nhà trọ vắng khách thuê cũng diễn ra tương tự ở Bình Dương. Khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi, gần khu công nghiệp V-Ship 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có hơn 30 phòng, những năm trước luôn kín chỗ. Song, từ đầu năm 2023 đến nay, công nhân liên tục trả phòng, một nửa số phòng trong khu nhà trọ bị trả lại, nhưng có lẽ chưa dừng lại ở đó. Thấy công nhân khó khăn, tôi giảm tiền thuê và cho nợ. Song, do họ không có việc làm ổn định nên họ trả phòng để về quê, ông Vinh cho biết. Theo một số công nhân sống tại cư xá Hưng Lợi, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trước đây cư xá luôn trong cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Từ năm 2022 đến nay, khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công nhân mất việc, cư xá trống rất nhiều phòng. Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ cư xá Hưng Lợi cho biết, nơi đây có hơn 1.300 phòng trọ, tạo nơi ở cho khoảng 4.000 công nhân lao động. Hiện nay, do công nhân trả phòng về quê, nên gần 500 phòng trọ bị bỏ trống. Không chỉ chủ trọ sốt vó vì khách thuê lần lượt trả phòng, mà các dịch vụ ăn theo như hàng quán, chợ cũng ế ẩm vì vắng khách mua. Khu chợ nhỏ trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chủ yếu phục vụ công nhân. Chị Thu Hà, quê Tiền Giang, bày những con cá điêu hồng, cá lăng nhỏ xíu ra bán chứ không còn lại loại khủng như trước. Nhưng chờ cả buổi chiều, chỉ có 3 khách đến hỏi mua. Công nhân không có việc làm nên thắt lưng buộc bụng, chi tiêu dè sẻn nên mình chỉ bán hàng nhỏ, nhẹ túi tiền cho người mua. Vậy mà ngày nào cũng ôm hàng mang về vì khách giảm hơn phân nửa. Cứ đà này chắc sang năm tôi nghỉ bán về quê luôn, chứ buôn bán ế ẩm, không đủ tiền nuôi con, trả tiền thuê trọ, chị Hà cám cảnh. Ông Trương Quang Đức, 65 tuổi, quê Tiền Giang, đến phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, sống bằng nghề buôn bán quần áo nhỏ lẻ ở chợ, nói rằng vợ chồng đang phải dè sẻn từng đồng để bám trụ lại nơi đất khách. Trước đây, công nhân đông đúc, tôi bán hàng được gần 1 triệu đồng mỗi ngày, còn giờ chưa tới 200.000 đồng mỗi ngày. Trừ chi phí lợi nhuận thu về, chỉ đủ ngày 2 bữa cơm qua ngày, ông Đức nói. Trước tình trạng nhà trọ vắng người thuê, những hộ kinh doanh nhà trọ tìm cách để cứu vãn tình thế. Nhiều chủ trọ đã giảm tiền thuê xuống khoảng 20-30% giá phòng. Thậm chí, có chủ trọ còn cho người thuê trả góp hoặc nợ tiền thuê nhà tối đa 2 tháng để giảm áp lực. Chủ trọ còn sơn sửa nhà trọ khang trang, lắp đặt thêm nhiều tiện ích để thu hút những khách có nhu cầu. Dẫu vậy, tình hình không mấy khả quan, nhiều phòng trọ qua thời gian dài vắng khách thuê, mạng nhện, bụi bặm bắt đầu đóng dày đặc. Một số chủ trọ bắt đầu không chịu nổi, đã treo biển rao bán khu trọ, nhưng cũng không ai muốn mua. Ông Nguyễn Chí Hùng, tổ trưởng khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cho biết, khu vực này đã chiếm 1/3 dân số của phường Tân Tạo A, đa số là công nhân từ các tỉnh đến thuê trọ. Theo ông Hùng, sự sụt giảm bắt đầu từ sau dịch Covid-19, nhưng đỉnh điểm là đầu năm 2023, khiến dân số của khu phố 3 từ 22.000 người, nay chỉ còn 15.000 người. Khu vực từng đông người thuê trọ, nhất là hẻm 58 và hẻm 60,
với khoảng 1.000 công nhân lưu trú, nay chỉ còn khoảng 1/3. Một số công nhân thất nghiệp chuyển sang buôn bán ở các khu chợ, quán ăn, tiệm tạp hóa nhưng cũng ế ẩm. Địa phương cũng động viên, vận động các chủ trọ cố gắng không tăng giá để hỗ trợ đời sống công nhân. Ông Hùng cho biết, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, số người lao động được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là 55.000 trường hợp, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Bình Dương đang thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, điều tiết lao động từ nơi đang thất nghiệp đến nơi đang tuyển dụng. Tiếp tục giải quyết kịp thời bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ông Tuyên cho hay. Tại Bình Dương, tình hình đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Các công ty chưa tuyển dụng, người lao động thất nghiệp vẫn khó tìm việc làm trở lại. Ghi nhận thị trường lao động tại Bình Dương, những tháng gần đây vẫn chưa sôi động trở lại. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có đơn hàng mới, chưa tuyển dụng lao động. Trong các khu công nghiệp ở thành phố Tân Uyên, rất ít công ty sản xuất, tuyển dụng lao động ồ ạt, chỉ tuyển lao động có tay nghề và số lượng chỉ vài người lao động. Trong khi đó, tại thành phố Thuận An và Dĩ An, doanh nghiệp cũng chưa tuyển dụng lao động, nhiều công ty còn cắt giảm bớt lao động. Người lao động vào các khu công nghiệp Sóng Thần, Đồng An, VSIB nhưng gần như không có công ty nào tuyển dụng lao động. Mặc dù không có doanh nghiệp tuyển dụng nhưng mỗi ngày vẫn có cả trăm lao động vào các khu công nghiệp với mong muốn tìm được việc làm. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đầu tháng 6 2022 có một vài doanh nghiệp tuyển dụng gần 1.000 lao động nhưng đó chỉ là hiện tượng rất ít. Tình hình chung các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng vẫn chưa có dự báo khởi sắc. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp tuyển dụng, số lượng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật có tay nghề. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm, tỉnh tạo việc làm mới khoảng 14.100 đầu việc. Trong khi đó, số lao động thất nghiệp được duyệt chi hưởng bảo hiểm thất nghiệp lên tới 55.000 lao động. Doanh nghiệp ít tuyển dụng, số người thất nghiệp tăng lên là nguyên nhân chính khiến người lao động khó tìm được việc làm trở lại. Ngoài ra, lý do khó tìm được việc làm còn từ phía người lao động, nhiều người thụ động, ngại chuyển đổi việc làm hoặc ngại di chuyển. Việc làm đã khan hiếm nhưng nhiều người vẫn chọn lựa, có trường hợp ngại đi xa, nhà máy chỉ cách nơi ở 4 km hoặc 10 km cũng không đồng ý. Có trường hợp thì chê không có tăng ca, không làm. Có trường hợp thì chỉ muốn làm thời vụ để chờ công ty cũ hoạt động lại trở về làm việc. Vậy nên, nhiều lao động thất nghiệp thời gian dài khó tìm được công việc mới. Đại diện một công ty cung ứng lao động ở khu công nghiệp V-Ship, thành phố Thuận An, Bình Dương chia sẻ. Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng tiếp tục kéo sang quý 2, khiến hàng nghìn lao động mất việc. Trong đó, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có số người mất việc nhiều nhất cả nước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề thiếu đơn hàng diễn ra từ quý 4 2022 và tiếp tục kéo dài sang quý 2, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Thực trạng đơn hàng giảm đã tác động đến lao động trong khu vực công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may, ngành chế biến gỗ và ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Số lao động ở các ngành này trong quý 2 2023 đều giảm so với quý trước, lần lượt là 142.500 người, 16.900 người và 30.200 người, cơ quan thống kê cho biết. Theo đó, số người thiếu việc làm trong quý 2 khoảng 940.700 người, tăng 54.900 người so với quý trước và tăng 58.900 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có tỷ trọng thiếu việc làm cao nhất, với 42,2%, tương đương 397.100 người. Số lao động bị mất việc trong quý 2 là 217.800 người, trong đó tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến gỗ, chiếm tỷ trọng lần lượt là 16,8%, 14,1%, 14,8% và 6,1%. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2 năm nay khoảng 241.500 người, giảm 52.500 người so với quý trước. Số này chủ yếu là lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ở ngành da giày và dệt may. Một số địa phương có lao động nghỉ giãn việc như sau: Bắc Giang 9.300 người, Bình Dương 9.800 người, Quảng Ngãi 10.300 người, Tiền Giang 11.900 người, Bình Phước 17.000 người, Ninh Bình 19.800 người, Thanh Hóa 98.300 người. Trong đó, lao động mất việc chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Bình Dương khoảng 83.200 người, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30.400 người, Bắc Ninh khoảng 10.700 người, Bắc Giang khoảng 9.300 người. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 là 3,71%, tăng so với quý trước, trong khi ở Hà Nội, tỷ lệ này là 1,23%, giảm so với quý trước.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.